sẽ sinh sản được underground, cao đen, với lại có hoa. Wow. Hi, hello các bạn, lại là mình đây, Đức Long Bông. Chào mừng các bạn đến với channel của mình nha. Thì hiện tại mình đã vô được cái dãy phòng trọ mà nơi anh Hiếu ở nha mọi người. Thì để mình quay cho mọi người xem ở đây có những gì ha. Thì đây mọi người, thì giờ mình xỉa vào anh Hiếu ha. Hôm nay thì có mua 2 ly cà phê vô cà phê chơi với anh Hiếu ha mọi người. Đấy, đó, cũng sẵn tiện cập nhật cái góc nuôi cá của anh Hiếu nha mọi người. Ở phòng sẽ như thế nào đó. Thì hiện tại anh Hiếu đang bật đèn cho cá này mọi người đó. Để anh quay sơ sơ cho mọi người xem nha. Chào mọi người, các anh Hiếu. Hello. Dạ đây mọi người, thì để mình quay sơ sơ cho mọi người xem ở đây có những dòng cá gì ha mọi người ha. Thì rất là nhiều luôn. Hổng thì chỉ nghe anh Hiếu kêu ở nhà có gấp nuôi cá lóc nhìn đã đó mọi người. Đấy thì viên vàng này là cá lóc đó mọi người, đó rất là nhiều luôn. Rồi. Ở đây chủ yếu là quay xanh luôn anh Hiếu à. Dạ đó. Rất là nhiều luôn mọi người, nhưng mà còn phía bên đây nữa mọi người, đây là cá bảy màu này mọi người đó, rất là nhiều luôn. Trời ơi, quá trời quá đất luôn. Đây còn góc bên đây nữa mọi người. Rất là nhiều luôn, dữ. Từ đây qua đây luôn mọi người. Cái phía bên đây là mới phía ngồi thôi, còn phòng anh Hiếu ở trong nữa mọi người. Để mình quay cho mọi người xem nha. Đây đây sọc ngựa nè. Đây là cá kiểu như vài kiệm thôi anh Hiếu. Dạ dạ đó, vào vô đây nè mọi người. Trời ơi, quá trời quá đất luôn đó. Cũng quay sơ sơ cho mọi người xem ngồi ra thì anh Hiếu nuôi cá bảy màu nữa mọi người. Đây nè, này nuôi đĩa luôn ha. Đó, hơi tối nha, trong cái này hơi tối mình quay sơ sơ cho mọi người xem. Đây. Rất là nhiều cá luôn. Rồi quá trời quá đất luôn. Rồi. Còn phía trong kia thì có hồ cá lóc nè mọi người. Đấy. Để mình quay cho mọi người xem cá lóc nha. Rồi. Đây mọi người. Rất là đẹp luôn. Rồi. Anh Hiếu, con này tên gì anh Hiếu à? Con mắc bọn Mekong ơi. Dạ. Trời ơi, đây là con mắt bò Mekong này mọi người. Rất là đẹp luôn. Size này chắc khủng lắm không chứ. Size tầm 5x. Dạ, wow. Size này tầm 5x rồi nha mọi người coi nè. Đã lắm mọi người. Nhìn ở bên ngoài á, nó còn đã hơn nữa nha mọi người. Đẹp lắm. Vô mình quay video á, nên nhiều khi nó không được đẹp lắm như ngồi thực tế mọi người. Trời ơi, rất là đẹp luôn. Rồi. Còn phía trên đây cũng có bí lóc nữa mọi người, rất là khủng luôn. Trời ơi, to đùng luôn. Dạ anh Hiếu, con này kêu là cái gì ta? Nó là Kali. Dạ Kali. Kali Mata. Kali Mata nha mọi người, rất là đẹp luôn. Trời ơi, quá đã. Còn phía trong đây nữa mọi người. Đấy. Dạ, này là yellow sen mọi người. Đó. Chủ yếu thì mình đi quay cá cho mọi người xem thôi nha. Chứ về dòng cá lóc thì mình cũng không rành đó mọi người. Đấy. Rồi. Này cái nước này là chắc nước lá bàn hả anh biết. Dạ. Đó, này là dưỡng nước lá bàn mọi người. Nên cái màu nó vàng kìa luôn. Đó. Nhưng mà cá rất là sung đó mọi người. Đã lắm. Rồi. Đây là bảy màu rồi mọi người. Còn dưới đây thì có anh Hiếu, này con rùa em ba ba anh Hiếu. Dạ rùa. Trời ơi to đùng này mọi người. Mà hồ này nước hơi đục, nhìn bay mọi người xem nha. Nhìn nó đã không, to lắm, khủng lắm. Dưới đây thì chủ yếu là bảy màu thôi mọi người.
Đấy, quay cho mọi người xem. Đấy, nuôi nếu nuôi trong đây nè, cá mà cá con đĩa chắc tự bơi ra ngoài luôn anh. Đó, rất là đẹp luôn. Rồi, đây mới là một cái phía ngồi thôi mọi người, phía ngồi thôi mà đã hoành tráng như vậy mọi người, rất là nhiều hồ luôn. Giờ cùng mình vô phía bên trong phòng anh Hiếu tham quan đi. Rồi nè, đây anh biết. Đó, thì ở đây thì anh Hiếu có cái góc người cao góc đã lắm mọi người, để mình quay sơ sơ mọi người xem. Đó. Quá trời quá đất luôn. Trời ơi. Rồi, quay sơ sơ cho mọi người xem nè. Ngay đây là có một hồ rất là to luôn nè mọi người. Đây. Đây mọi người. Rồi. Anh Hiếu, con này là con gì ta? Rồi, để xem. Red sen hả anh Hiếu? Để Rồi. xem. Dạ, trời ơi. Trong này kiểu hàng VIP quá à, anh Hiếu à. Biết gì đâu, cũng dài con cá bình thường chơi á. Dạ. Rồi em thấy toàn cá lóc không, hồ nào hồ nấy chà bá đó, mọi người có thể ngắm nha, cá lóc này rất là đẹp luôn á, to lắm mọi người, quá đã luôn đó. Còn phía trong góc kia nữa mọi người, có một đĩa nữa kìa mọi người, để mình quay cho mọi người xem luôn. Ủa nhiếp con này là tên gì ta? Marito ơi. Dạ. Red Barito đúng không anh? Dạ. Ồ. Rất là đẹp luôn á mọi người. Đấy. Dạ. Không cần đèn luôn. Trời ơi, coi nó sung rồi. Quá đã luôn. Nó bị tụ quẩy em đang ngồi À, dạ. có gì Đây, mọi người xem ha. Thì anh Hiếu kêu là nó đang bị tuột vẩy gì đó mọi người, nhưng mà mình thấy đẹp quá trời quá đất luôn mà. Quá là khủng luôn đấy. Thì mình thấy anh Hiếu cái hồ này nuôi cá lóc cũng khá đơn giản, không có xài lọc gì luôn á, chỉ xài cái bio thôi nè. Dạ, chỉ cần xài cái bio nhỏ thôi mọi người, rồi có nền, có thêm cây lửa, ít chùm rong là người nuôi một con cá mà thấy nó khỉ quá trời khỉ luôn mọi người. Mà rất là to nữa, vâng, rất là đẹp. Trời ơi, quá khủng mọi người. Đây là hai cái hồ ngay một cái góc, kiểu góc chiêu chiêu hay mọi người ha. Đấy, ngồi ngắm cá, còn phía vàng bên đây nữa này mọi người. Trời ơi, còn nhiều nữa mọi người, để mình quay cho mọi người xem nha. Bắt đầu từ phía trong đây trước đi ha mọi người. Phía trong đây là Là có kinh sáng nha. dạ này là kinh kinh sọt nữa mọi người. Trời ơi đẹp dữ ta. Đấy đó, rất đẹp hơn mọi người. Còn phía bên đây là này là kêu dòng gì anh Hiếu ha? Đó là bé Harry nha. Beherry. Dạ. Đó là còn một cuốn sách đó. Dạ. Ủa, cái này là anh ghép cặp luôn hả ta? Đúng rồi, nhập cặp. Dạ. Rất là đẹp luôn. Cái hàng cặp này là chỉ là để cho nó thân thích sinh sản á. Dạ. Cho em đi. À. Dạ rồi. Rồi, đây mọi người. Kiểu máu vô bật đèn á mọi người. Như mấy con này mới mới bật đèn nó chưa tỉnh lắm rồi ta. Đây mọi người. Anh Hiếu Tiền cho nó quán ăn sâu. báo trước á. Dạ. Mở đèn trước cho nó. Dạ. Đó. Cái cặp thì nó Nó. sẽ không có sung bằng những cặp nuôi solo. Dạ. À. Ủa, vậy là anh Hiếu nuôi sinh sản luôn á hả? Cặp Ồ. mà anh thích chơi sinh sản hơn là cái gì? Dạ. Ồ. Ủa, vậy anh nuôi sinh sản được dòng nào chưa ta? Anh chơi sinh sản được underground, Dạ. cao đen, Dạ. với lại có hoa. Wow, là vậy là ba dòng, có các Đúng rồi, con chưa ta? các con thì hiện giờ chỉ còn các con của đen thôi à, chứ không hoa.
Dạ, đọc cho em xem được không ta? Để quay cho các bạn xem cái con cá lóc con nó sẽ như thế nào đây. Đây mọi người. Rồi. Đây là mấy cái con cá lóc mà anh Hiếu nuôi sinh sản đúng không ta? Đúng rồi. Dạ, wow. Thì size này lớn rồi chứ anh ha. Đúng rồi, size này cũng không. Dạ. Này là dòng gì anh? Đó là pháo hoa Red Lu. Pháo hoa Red Lu. Wow. Trời ơi, đã không mọi người? Đây là mấy cái con cá lóc mà anh Hiếu cho nó sinh sản đĩa được luôn nè mọi người. Trời ơi, nó lớn cỡ này nè mọi người. Đây là dòng pháo hoa cho mọi người. Trời ơi. Nếu mà để Việt Nam lên màu, có thể nó không sạch mà nó cá nhập về. À. Nhưng mà mình có sinh sản mình, cá mình nuôi có môi trường mình có khỏe hơn. Dạ. Trời ơi. Đã lắm nha mọi người. Ngoài cái dòng đây là dòng anh sinh sản rồi, có cái dòng nào mà sinh sản nữa không? Các con tôi rất lớn rồi. Dạ. Wow. Đây là cá chăn trâu mà anh Hiếu nuôi lớn lên luôn mọi người. À, cái hồ này nó hơi đen ha. Cái gì lóc cơ bản rất là dễ chơi luôn, nó có cần phải nước trong hay là thay nước thường xuyên hay gì đó. Dạ. Wow. Trời ơi. Rồi, như mà nuôi sinh sản ra như vậy rồi có xì lại với anh em không anh Hiếu không? Có chứ. Là quán xì luôn. Đúng rồi. Wow. Cái này hiện tại cũng đang có một cái bài bao bì nữa, xin các em đi xem. Dạ rồi, ok cái anh. Cái đó thì có 20k con. Wow, dòng gì vậy anh? Chân châu đen nha. Dòng chân châu đen. Đúng rồi. Size Barbie hả anh? Đúng rồi, size tầm 34. 34 là chỉ có 20k thôi. Đúng rồi. Trời ơi, rất là rẻ luôn á mọi người. Cái con này cũng là chân châu đúng không anh? Đúng rồi. Đó. Cái size cỡ này và để cho nó sinh sản. Cái này size cỡ này là rẻ thôi. Dạ. Wow. Vậy size thì size mấy vậy anh Hiếu? Size này nó tầm 10-12. Dạ. Trời ơi. Này là size tầm 12 là sinh sản được rồi anh. Trời. Quá đã luôn á mọi người, coi nè. Đông như quân nghiêng vậy trời. Ủa, anh Hiếu hình như nuôi chung nhiều vậy mà không sợ nó cắn nhau qua ta? Không em, cơ bản em nuôi con cá lóc mà này để nuôi quầy á, nó sẽ cắn nhau một cái một cái con. Quầy ít cái 5 con. Dạ. Nó sẽ hạn chế vấn đề đánh nhau thôi. À. Oh. Thì đấy cũng là kinh nghiệm á mọi người. Đấy, anh em nào mà chơi cá lóc mà sợ nuôi cá lóc nhiều cắn nhau á thì có thể tham khảo ha. Nó bây giờ một quầy em ghép. Ghép có là có rau nữa nè. Nó dùng mấy đồng. Dạ. Nó có dùng đô đen không. Dạ. Ồ. Để chứ tội quá, cái quanh ấy liền khỏe. Dạ. Trời ơi. Quá là tuyệt vời luôn mọi người. Phía bên đây thì có gì ta? Bía này là... Đó là mấy cái... Bán mà kia. Dạ. Dạ. Với lại mình qua mà mình không báo anh Hiếu trước á mọi người. Nên giờ mới bật đèn lên á nên cá cũng hơi nhát nha mọi người. Đó. Rồi. Dạ. Rồi. Bắt bò Thái nha mọi người. Đấy. Rồi. Quá đã luôn mọi người. Để mình quay tiếp cho mọi người xem ha. Còn ở bên đây là mắt bò xanh, dạ. Xanh. À, mắt bò xanh Indo nha mọi người. Wow. Rồi. Xong chưa mọi người? Rất là đã luôn á. Trời ơi. Ủa, anh Hiếu, vậy ở đây có mấy dòng lóc ta? Thấy khá nhiều. Hết luôn, chắc ở nhà. Wow, mười mấy 20 dòng cá lóc. Mà sinh sản thì được cũng tầm 3-4 dòng nữa rồi. Wow. Quá là tuyệt vời luôn mọi người. Để mình quay tiếp cho mọi người xem ha. Đây. Phía bên đây thì có này, cũng là chân châu đen luôn. Cái con bảy rồng nó cũng buồn với cây. À, đây mọi người. Để mình quay cho mọi người xem nha. Đấy. Thì cái sài này nó nhỏ hơn sài bên kia một chút nè. Đúng không? Dạ. Đó. Đó bằng là cả nhà cho sài sài không ạ? Dạ. Trời ơi. Sinh sản đường vậy cái kiểu tự cung tự cấp tự nuôi lên tự chơi luôn. Trời tuyệt vời lắm luôn á mọi người. Quá đã luôn. Thì ở trong đây còn mấy
đĩa cá nữa mọi người. Rồi cái này phải lóc bông không anh? Không, em nói là lóc dày em. Lóc dày hả? Đúng rồi, lóc dày Việt Nam. Ồ, lóc dày Việt Nam. Nhìn nó lạ quá đó. Trời ơi. Ủa cái này anh cũng đang ghép luôn hả? Đúng rồi, nó là trầm nở. Mà nó sinh sản được hay không thì không biết. Dạ, trời ơi. Ủa, anh Hiếu, thì như anh thấy vậy á, như ghép cá lóc khó không anh? Khó em, từ đó là khó luôn. Vì cá lóc mình vừa ghép để con cặp, còn những cặp còn lại là một chết một con hay là bị thương nè. Ồ, dạ. Thì tính ra cũng kiểu hao hụt cá này nọ lắm hả anh ha? Cái thường cá cặp lúc mà giá không cao là cá lẻ. Ờ. Cũng cao gì thì 2-3 giá. Dạ. Thì như có những anh em mà muốn hỏi anh về cá ghép cặp thì anh có sẵn cá ghép cặp đồ không ta? Có cũng ít em, tại ra mà ghép cặp được rồi là để đi chơi là nhiều, để làm chủ đành chơi. Dạ, chủ yếu là chơi. Thế thì anh... giá cũng cao quá, chị bên em có chơi. Dạ, ồ. Thì đấy nha mọi người, thì cá anh Hiếu chơi cá lóc kiểu là đam mê chủ yếu anh Hiếu. Đúng rồi. Dạ. Đam mê. Dạ. Đây mình quay tiếp cá cho người xem nha. Đây là một bí tiểu hoàng đế mọi người. Người thấy đã không? Ăn cho đã cái chạy vô góc luôn nè. Chủ yếu quay cá cho anh em xem ha. Còn dưới đây là red sen. Dạ, red sen. Ở nhà em cũng có chơi một con red sen mà cái mắt nó không lên đỏ rồi nếu. Cũng không hiểu sao nữa, coi còn coi mấy cái con red sen đây nè. Trời ơi, mắt nó đỏ. Để mà như em thấy cái dòng red mà red sen nó ít đỏ hơn cái như thằng red parito rồi phải không ta? Đúng rồi. Mà cũng tùy cái phẩm của từng con cá thôi. Nhưng tí xíu sẽ cho nhắc cho người con một red sen để ngoài trời nó phơm rất là đỏ luôn. Wow. Không được đẹp. Cá đỏ tự nhiên. Dạ. Ồ, đó. Thì sơ sơ ở trong đây là khá là nhiều hồ cá lóc luôn ha mọi người ha, đủ loại luôn mọi người. Red sen nè, đây là cái cá lóc Việt Nam, cái tên gì ta? Lóc dày. Lóc dày. Lóc dày Việt Nam nha mọi người, cũng đang ghép cặp luôn. Lóc dày mà rất là đẹp. Dạ, đúng rồi. Nhìn to quá trời to luôn. Trời ơi. Đó. Ngoài ra thì ở trên đây còn có một ít cái này, cái rồng hả anh? Dạ. Ồ. Trời ơi. Rất là đã luôn á mọi người. Đấy. Trời ơi. Khá là tuyệt vời luôn. Ôi giờ giờ. Trong nhà tắm anh cũng có hồ cá nữa kìa. Trời ơi. Trời ơi, đam mê vô tới đây luôn nè mọi người. Tới mai vô người xem nha. Đây. Ở trong góc nhà tắm mà nếu cũng chân luôn nè mọi người. Có hoa. Trời ơi. Nó ở trong đây góc như vậy nó có ăn uống đầy đủ không anh? Cũng ăn uống đầy đủ em. Dạ. Thường thường anh cho ăn là sẽ ăn đều hết mà. Dạ. Wow. Rất là tuyệt vời ha mọi người ha. Này thì cái đèn nó hơi chói á. Rất là đẹp luôn. Thôi giờ cùng anh Hiếu anh Hiếu dẫn ra ở ngoài xem cái bầy cá con hả anh Hiếu? Dạ. Đây hả anh? Ồ. Là bầy này ở đĩa lứa nào chưa anh? Để được hai lứa đi. Đĩa được hai lứa. Wow. Đây có một cặp với nó đang ngậm trứng nè, nó đang đẻ nữa. À. Thì cái này đang ngậm trứng nên anh Hiếu chia lại nè mọi người. Đó. Wow. Trời ơi, thì cái góc nuôi lóc ở đây mọi người. Thì anh Hiếu vừa nuôi chơi đam mê mà còn vừa sinh sản được nữa nha mọi người. Đấy, thì một số dòng mình mới quay mới nãy mọi người là có dòng chân trâu đen nè. Giờ thì ở bên ngoài có dòng gì ta? Anh Hiếu? Chúng ta còn là dòng vài con 7 đồng nữa em. À. Đây là bên ta. Dạ. Ồ. Ý là cá lóc sinh sản á. Mới nãy anh kêu cái bầy cá. Sinh sản bây giờ cá bầy chân trâu đen thôi. Dạ. Ồ. Còn anh rau đồ là... Ờ, em cũng tưởng là sinh sản là phải mấy con to như vậy chứ. Không, nó bắt đầu sẽ nhỏ là nó sinh sản được. Dạ. Trời ơi.
Con này là con trân châu khủng nữa nè mọi người. Trời ơi, to quá trời to, rất là đẹp luôn, quá đã luôn mọi người. Rồi, đẹp không mọi người? Đó, chủ yếu mình quay cho mọi người ngắm xem ha. Rồi, quá đã luôn. Ở ngoài là có còn gì red sen hả anh Hiếu? Dạ rồi. Ủa còn phòng khác nữa hả? Dạ, wow. Ủa, có qua đó được không anh Hiếu? Dạ. Ok. Thì cùng mình đi nha mọi người. Cùng đi theo chân anh Hiếu ha. Ở khu này rộng quá, mát mẻ nữa mọi người. Rồi, ngồi đây còn góc nữa mọi người. Ý, ngồi đây thì sáng hơn nè, quay cá ok hơn nè mọi người. Đây, đây là mấy con gì? Tại tượng phải không anh Hiếu? Dạ. Đó. Rất là đơn giản luôn, hồ thôi mọi người, rồi thả cá thôi. Đấy, đây mọi người, ở ngoài đây thì có một cặp quay xanh xinh xẻ nè mọi người. Trời ơi, dần chơi cá lóc xinh xẻ nên cái dòng cá nào cũng ghép cặp được ha. Wow. Còn phía ngoài đây thì có farm beta nữa nè. Ồ, đây hả? Đó, đây mọi người, thì đây là mấy cá con của cá lóc trân châu đen nè mọi người. Trời ơi, nhóc hết trơn rồi mọi người, nhiều lắm. Hơi bụi, để mình chùi cho mọi người xem nha. Rồi. Ủa sai cỡ này anh cho nó ăn gì anh Hiếu? Với ba bò. Dạ. Wow. Sai mà anh sẽ màu lớn hơn. Dạ. Rất là đã luôn nha mọi người nha. Đó. Đó, thì anh Hiếu à, nuôi cá lóc nha mọi người, nuôi đam mê rồi cho sinh sản luôn mọi người, cho sinh sản rồi nuôi luôn. Cái sai này là anh Hiếu chưa bán mà đúng không ta? Không, sai bắt đầu thì anh em 20.000 thôi. Ồ, là sai cỡ này là 20.000. Dạ, để em quay kỹ lại cho mọi người xem. Đấy, thì à, đây là à, trân châu đen nè mọi người, hơi mờ á mọi người. Đó, thì sai cỡ này thì à, anh Hiếu đang si chỉ có giá 20k thôi nha mọi người. Đó, nó nhỏ xíu vậy mọi người, như cái mắt tay vậy mọi người. Đó, rất là nhỏ luôn. Đấy, quá đã luôn. Trời ơi. À thì ngồi cái đây là cái góc nuôi ở nhà anh Hiếu thôi mọi người. Thì anh Hiếu còn bán ở ngoài có một tiệm cá ngoài đường Phạm Văn Đồng, thì mình cũng đã có quay video rồi mọi người. Đấy, ở ngõi là anh Hiếu chủ yếu bán những cái dòng cá này anh Hiếu ha, chủ yếu là những dòng thủy sinh, còn ở nhà là đam mê cá lóc ha. Đấy, ngồi thì ngồi nuôi và cho sinh sản cá lóc vậy, thì anh Hiếu còn chia lại cá lóc cho anh em nữa đúng không? Đó, thì anh em nào mà cần cá lóc ha, chủ yếu là đầy dòng luôn á anh, mười mấy 20 dòng. Đấy, thì có thể liên hệ anh Hiếu ha. Ủa anh Hiếu, hình như anh em mà muốn tới đây xem cá được không ta? Ờ. À, dạ. Địa chỉ mình ở đây là bao nhiêu anh Hiếu? 336. Dạ, có. Thì đấy là địa chỉ ha. Rồi, anh Hiếu cho mọi người xin số điện thoại anh Hiếu được không ta? À, số anh là số điện thoại Zalo là 03533. Dạ. Đó, đó là thông tin của anh Hiếu mọi người ha. Đấy, anh em nào mà xem được cái video này ha, đó, xem được những cái dòng cá lóc cũng như là muốn tham khảo hay là chia sẻ về những dòng cá lóc thì có thể liên hệ anh Hiếu ha, tới Zalo uống cà phê này nọ. Ok chứ anh Hiếu ha. Dạ. Ok mọi người, thì video của mình chắc cũng xin kết thúc tại đây nha mọi người. Bye bye mọi người nha, hẹn gặp lại mọi người ở video sau nha. Bye bye mọi người. Bye mọi người anh Hiếu. Dạ. Yeah.